Aquaman Việt Nam, khi thể thao kết hợp du lịch góp phần tạo nên sự hấp dẫn của Bình Thuận. Tham gia họp báo DNSE Aquaman Việt Nam chiều 26 tháng 10 tại thành phố Phan Thiết, ông Huỳnh Ngọc Tâm, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận cho biết rằng, không chỉ là giải đấu thể thao, Aquaman Việt Nam còn là một loại hình du lịch mới thể thao kết hợp trải nghiệm, thu hút sự quan tâm của người dân và du khách. Ông Huỳnh Ngọc Tâm đã phát biểu tại buổi họp báo. 9 tháng đầu năm, Bình Thuận đã đón 7 triệu lượt khách, vượt qua chỉ tiêu năm 2023. Theo ông Tâm, dự báo đến cuối năm, toàn tỉnh sẽ đón 8 triệu lượt khách, trong đó có một phần đóng góp của giải thể thao Aquaman Việt Nam. Aquaman Việt Nam là cơ hội tốt để Bình Thuận quảng bá hình ảnh đến đông đảo vận động viên, cũng như bạn bè và người thân của họ, ông Tâm chia sẻ. Đây là lần đầu tiên tỉnh Bình Thuận đăng cai một giải thể thao hai môn phối hợp bơi chạy với nhiều cự ly và nội dung thi đấu, được vận hành bởi một hệ thống giải chạy hàng đầu Việt Nam. Ngay khi có kế hoạch, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phối hợp với các sở, ban ngành để thành lập ban tổ chức, hợp tác với VN Express Marathon để đảm bảo điều kiện thi đấu, lưu trú và nghỉ ngơi tốt nhất cho 1.500 vận động viên. Ông Ngô Mạnh Cường, phó ban tổ chức giải cho biết rằng, với các giải đấu thuộc hệ thống VN Express Marathon, vận động viên luôn là trọng tâm. Ban tổ chức luôn nỗ lực cải tiến trong khâu tổ chức và sử dụng công nghệ để đảm bảo giải diễn ra một cách thông suốt và an toàn cho các vận động viên. Đồng thời, họ đặt mục tiêu góp phần thúc đẩy kinh tế và xã hội địa phương thông qua du lịch thể thao, ông Cường nhấn mạnh. Lần đầu tiên đồng hành với Aquaman Việt Nam, công ty chứng khoán DNSE cũng bày tỏ sự vui mừng khi được góp sức thúc đẩy phong trào luyện tập thể dục thể thao và đóng góp vào sự phát triển kinh tế địa phương. Theo bà Phạm Thị Thanh Hoa, Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán DNSE, quá trình hợp tác giữa Aquaman Việt Nam và DNSE đã tìm thấy những điểm chung.